VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, VTV xin phép chia sẻ một cái vụ án đã gây rúng động dư luận trong một thời gian dài và cho đến nay thì vẫn khiến cho nhiều người ám ảnh nha quý vị. Đây là một vụ án liên quan đến một nữ sinh gốc Việt và nữ sinh gốc Việt này đã bị sát hại trước ngày kết hôn và thái độ của thủ phạm sau khi gây án thì cũng khiến cho ai cũng phải căm phẫn. Sau đây, kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Một cô gái gốc Việt xinh đẹp và tài năng, những tưởng Lê sẽ có một tương lai tốt đẹp ở phía trước, với những cống hiến lớn lao cho xã hội nhưng chẳng ai ngờ tới người con gái ấy lại phải nhận một bi kịch tham thương hơn bao giờ hết. Lê sinh ra trong một gia đình cha mẹ là người Mỹ gốc Việt và cả nhà cô sống tại California ngay từ khi cô còn nhỏ. Cô con gái sinh năm 1985 này được biết đến là một người có trí thông minh, trời phú. Khi đi học thì Lê luôn đạt được thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Càng lên cấp bậc cao hơn, càng có hứng thú đặc biệt với lĩnh vực toán học và sở thích nghiên cứu các ngành khoa học khác. Lê là thủ khoa khi mà tốt nghiệp trường trung học Union Minh và được bình chọn là thế hệ tiếp theo. Ngoài cái thành tích học tập khủng thì Lê còn được biết đến là một cô gái duyên dáng và xinh đẹp mang đậm nét Á Đông. Trong mắt bạn bè thì Lê là một người rất hài hước quý vị, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng. Có thể nói rằng Lê là một cô gái trẻ rất đáng ngưỡng mộ cả về học thức, ngoại hình lẫn nhân cách. Thầy Tony, hiệu trưởng trường Unmin từng nhận xét em ấy là một học sinh có nhân cách năng động, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Tất cả thầy cô ở đây đều có ấn tượng sâu sắc về Lê bởi vì em ấy là một trong hai học sinh xuất sắc nhất của lớp Là người có ý tưởng Ngoài ra cái cô gái trẻ cũng là một tình nguyện viên tích cực của phòng thí nghiệm bệnh lý tại trung tâm y khoa ma thuộc thị trấn Blevin Lê làm việc rất là năng nổ. Và năm 2003 thì cô được bầu chọn là tình nguyện viên xuất sắc nhất trong năm, với cái tài năng ưu tú cùng thành tích nổi trội của mình thì Lê đã dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ để nhận được học bổng lên tới 160.000 đô la Mỹ ở trường đại học Rochester ở New York năm 2007. Và Lê tiếp tục đăng ký theo học khóa học y dược nâng cao của trường đại học. Và Lê định phấn đấu tới năm 2013 thì sẽ có được bằng tiến sĩ bên cạnh cái con đường học hành rộng mở với một cái tương lai rực rỡ ở phía trước thì Lê còn có một cái tình yêu đẹp với bạn trai là Gia Tan Quy, một sinh viên tốt nghiệp ngành vật lý hóa học ứng dụng tại đại học. Sau một thời gian yêu nhau thì họ đã dính, đính hôn và dự định là sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 13 tháng 9 của năm 2009. Đáng lẽ đó sẽ là một cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cái cô gái tài giỏi quý vị ạ. Thế nhưng mà không ai ngờ bi kịch đã xảy ra khiến cho Lê mãi mãi không thể làm cô dâu trong ngày vui của mình. Bi kịch đẫm máu trong ngày cưới, đúng vào cái ngày cưới gia đình nhận được một cái tin xét đánh ngang tai là thi thể của Lê được tìm thấy tại phòng thí nghiệm ở một cái tư thế lộn ngược trong khe tường. Được biết là cái phòng thí nghiệm này thì nằm ở dưới tầng hầm tại tòa nhà trên đường Amistad thuộc khu vực Đại học Yane. Mọi vật dụng như ví, rồi tiền, rồi điện thoại di động của Anie đều được tìm thấy trong phòng. Bộ quần áo thì dính đầy máu của nạn nhân cũng được tìm thấy, giấu ở trên cái trần nhà trong cùng một tòa nhà. Xét nghiệm pháp y thì cho thấy là Lê thì đã bị cưỡng hiếp và bị giết chết. Dựa vào các camera an ninh thì cho thấy vào buổi sáng của ngày 8 tháng 9 năm 2009 quý vị thì Lê đã rời khỏi căn hộ để mà đến phòng nghiên cứu của Đại học Gia Lê. Vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày thì Lê đi bộ sang tòa nhà bên cạnh để mà kiểm tra những chú chuột sẽ mang đi thí nghiệm. Còn uh, tại tòa, tại cái tòa nhà đó thì ghi lại được cảnh là Lê di chuyển giữa hai tòa nhà và cô một mặc một chiếc váy ngắn nâu và áo sơ mi màu xanh đó thì cũng là lúc Hình ảnh cuối cùng của Lê được thông cáo thông báo mãi cho đến khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó. Thì những người bạn cùng phòng không thấy Lê quay trở về và họ cũng không thể liên lạc được với cô, cho nên là đã nhanh chóng báo cho cảnh sát. Túi sách cũng như điện thoại của Lê thì vẫn còn để nguyên tại phòng thí nghiệm, nhưng mà không có thấy một ai. Không biết là Lê đã ở đâu và cái cô gái trẻ đã biến mất đi đâu khi mà ngày cưới đang cận kề. Và khi truy xuất lại đoạn băng ghi hình của camera an ninh, cảnh sát cũng không thấy Lê là rời khỏi cái tòa nhà đó. Và sau khi thi thể của cô gái xấu số được phát hiện, gia đình cùng chồng sắp cưới của cô gái đều bị sốc và không thể tin sự thật đầy đau đớn này quý vị. Cái điều mà mọi người thắc mắc hơn cả chính là vì sao một cái cô gái đáng yêu dễ mến như lê chưa từng gây thù hàn với ai thì lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy gia đình không hề nghi ngờ ai có lề ai có thể liên quan đến cái vụ việc bởi vì thường ngày thì có thể là ở uh, lê rất là hòa đồng và được mọi người yêu quý trong cái quá trình mà điều tra thì cảnh sát suy luận rằng tại một nơi được bảo mật nghiêm ngặt với 75 chiếc camera theo dõi như phòng thí nghiệm tại đại học Yale thì chỉ có sinh viên hoặc là nhân viên phòng thí nghiệm được cấp thẻ mới có thể dễ dàng ra vào khu vực này. Vậy thì mọi cái sự nghi ngờ đều đổ dồn vào một nhân viên kỹ thuật mang tên Raymond. Trong mắt đồng nghiệp xung quanh thì Raymond là một người đàn ông khó gần và có tính khí rất là thất thường và hay tỏ ra hách dịch với mọi người. Ngoài ra, một cái chi tiết quan trọng khiến cho cảnh sát đưa Raymond Glass trở thành nghi phạm số 1 trong cái vụ án này. Đó là bởi vì người đàn ông này chính là người cuối cùng dùng thẻ vào phòng thí nghiệm với Lê. Hắn và nạn nhân thì đã ở bên trong đó khoảng một tiếng đồng hồ và chỉ có hắn quay trở ra còn Lê thì không. Tuy nhiên Raymond một mực phủ nhận cáo buộc hắn là người cuối cùng gặp Lê vào ngày phát hiện thi thể của nạn nhân thì gã này vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thậm chí là hắn còn đi xem thi đấu và thể thao ở trường như chưa có từng xảy ra chuyện gì. Cho đến khi mà tòa án ra lệnh Raymond phải cung cấp cái mẫu ADN để mà phục vụ cái việc điều tra vụ án mạng đó quý vị. Bởi vì cái vụ này gây rúng động dư luận thì lúc bấy giờ mới được sáng tỏ cái lời xin lỗi muộn màng của kẻ thủ ác đối chiếu với mẫu tinh dịch phát hiện tại hiện trường và mẫu máu tìm thấy trên quần áo của Lê cùng ADN của tên Raymond thì kết quả nhận được là hoàn toàn trùng khớp với nhau. Ngoài ra thì Raymond cũng có nhiều vết cào sức bầm tím trên mặt, tay và ngực, cho thấy hắn từng trải qua một cuộc vật lộn trước đó. Bên cạnh đó thì cảnh sát đã tìm được tóc của Lê trên áo quần của Raymond trước những chứng cứ không thể nào chối cãi. Cuối cùng thì Raymond buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác kinh khủng. Theo những cái lời hung thủ, hắn đã lấy sinh dục vọng với lại nạn nhân của vị Và ra tay cưỡng hiếp khi mà cái cô này chỉ còn Tức là lúc đó chỉ còn hai người ở trong phòng thí nghiệm thôi. Tuy nhiên thì Lê đã chống cự dữ dội khiến cho cái gã này đổi bại phải rất là chật vật để mà khống chế nạn nhân Sau khi mà cưỡng bức xong thì gã đã bóp cổ cô gái gốc Việt đến chết Và vào ngày 3 tháng 6 của năm 2011 Trước tòa án tối cao ở New Haven của bang California Bị tuyên án 44 năm tù vì cái tội danh cướp hiếp và giết người Mẹ của Lê là bà Vivian thì không thể chịu đựng nổi cước sốc tinh thần nên đã không tham dự phiên tòa xét xử và bà lê thì từng bật khóc nức nở trên truyền thông và nói rằng là gì con gái tôi đáng ra là có một cuộc đời rất là hạnh phúc sau khi kết hôn thì con bé đã từng nhiều lần tâm sự với tôi rằng những dự định sau này của nó nhưng mà không ngờ cái ngày dự định tổ chức hôn lễ thì lại là ngày chúng tôi nhận được hung tin về con tôi đã mất con gái vĩnh viễn và sẽ không bao giờ được gặp mặt những đứa cháu của mình nữa rồi Thẩm phán Ronald Fallo cho biết tội ác của Raymond là không thể dung thứ. Hắn đã cướp đi cả tương lai đầy hứa hẹn của một cô gái trẻ và đồng thời là hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người trong cả hai bên gia đình. Trước khi mà bị giải đi thì Raymond đã uh, bày tỏ cái sự hối tiếc muộn màng của mình. Và Lê thì là một cô gái tốt. Uh, xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của cô ấy và khiến cho nhiều người phải tổn thương raymond đã nói tại tòa án như vậy tuy nhiên thì raymond chưa từng giải thích vì sao hắn lại có hành động kinh khủng đến như vậy đối với nạn nhân và cái động cơ gây án của hắn cũng không được công bố bên ngoài phòng xét xử thì ông raymond cha của thủ phạm cho biết trái tim tôi chịu nặng khi mà đứng ở đây hôm nay chúng tôi sẽ sống cuộc đời sống của mình và trong khi mà con trai phải vào tù thì ngay từ đầu đã tỏ ra cực kỳ ăn năn Tôi không biết phải diễn tả với mọi người bao nhiêu lần Khi mà Raymond nức nở kể về kể với bố và cảm thấy hối hận như thế nào Nó nói rằng là trái tim bị tra tấn vì đã gây ra cái chết cho Lê Và quý vị cũng vừa được nghe xong một cái vụ án gây chấn động dư luận trong suốt một cái thời gian dài quý vị và cho đến cái thời điểm này khi mà nhắc tới vụ án này thì có lẽ rất nhiều người cũng cảm thấy ám ảnh khi mà một cô gái gốc Việt hiền lành xinh đẹp mà lại bị một gã đàn ông gọi là um, gây ra một cái án mạng hết sức là dã man và tàn độc như vậy thì không biết là quý vị nghe xong cái câu chuyện này thì có ý kiến gì muốn đóng góp hay sợ hay là muốn chia sẻ hay không thì quý vị có thể để lại cái ý kiến của mình bên dưới cái phần bình luận của video nhé rất cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để theo dõi nội dung của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.